Ăn nước hoài nay chuyển qua mì khô, ai ngờ giờ này cũng tới hù rồi. Nhà còn gì mặn nấy, cái đĩa thờ hũ này ăn còn dư nè. Nắm này thì trong tủ có sẵn. Thấy chị có thùng mì thiệt bự, nói chừng nào xuống đem cho em 2 gói để em ăn thử với. Hòa Sơn mới nói trời ơi em vô giỏ hàng đi. Một là thùng nhỏ, hai là thùng lớn. Yên tâm, cái loại mì này ăn thích lắm, đừng lo. Nắm rửa sạch rồi mình sẽ cho với lại dầu khèo, sau đó là phủ bột nêm của dầu, tiếp tục là thầu hũ. Nhớ cho vô thêm tí nước nữa, khoảng nửa chén thôi mọi người, cho nắm nó được chín đều. Lúc này thì mình lên mình vớt mì của mình ra. Cái cọng mì này nè, càng ăn lại càng thích, nó có một cái độ dẻo dai vừa phải. Mình sẽ trộn với lại những cái bột nêm còn lại của mì, xốc đều lên. Lúc này nấm của mình ở dưới với lại tàu hũ nó chín luôn rồi. Sau đó là mình đem lên phủ lên một cái nữa, bốc khói thơm phượng luôn. Lâu lâu đổi vị như vậy ăn nó lạ miệng lắm. Mưa quá thì mình ăn gì, ăn mì chứ còn gì nữa à.